Không, phải vẽ hình, tại vì nó giấu điểm C rồi. Mình phải xác định điểm C. Vẽ hình chóp đây cái đi. Hình chóp này nhìn là nó để A đây. D là ở đây. B ở đây. Này y phải không? Này x. Này C. Không, em vẽ ngược cũng được nữa. C là 2, 4, 0. S là 0, 0, 4 phải không? D là 2, 0, 0. Vậy em lấy trọng tâm SCD đi. G tọa độ là S cộng C cộng D chia 2. 2, 2, 2. M tọa độ là trung điểm XB. B tọa độ là 0, 4, 0. Lấy S cộng B chia 2 là 0, 2, 2. Vậy Sigma vector MG là trừ 2, 0, 0. Mà trừ 2, 0, 0 với độ dài là 2 luôn. Ok, mà không có đáp án. Kiểm tra lại đây. A 0, 0, 0. D 2, 0, 0. B 0, 4, 0. Đúng rồi, không gì sai hết mấy em. S cộng C cộng D chia 3. À, lộn. G là cái này là cộng lại cho mấy chia 2. Mà là chia mấy? Chia 3. Vậy là 4 3 mới đúng. 3 cái 4 3 hết. Vậy là vector MG là trừ 4 3. 2 trừ 4 3 là mấy? 2 3. Nhiêu? 2 căn 6 chia 3. Bấm em. Ok, câu D.